Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều ngày hôm nay. Hôm nay là thứ năm, ngày 21 tháng 7 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới vẫn trong xu hướng giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,18%. Giao dịch quanh ngưỡng 1.693 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.689,82 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.697,28 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ quay đầu giảm khá mạnh, giảm 0,306 điểm và với tỷ lệ giảm là 0,29%, hiện tại giao dịch ở mức 106,733 điểm. Với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng trong xuống giảm với tỷ lệ giảm là 1,24%, hiện tại đang giao dịch quanh ngưỡng 22.919 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm quay đầu tăng trở lại với tỷ lệ tăng là 0,10%, hiện tại đang giao dịch ở mức 3,030% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô vẫn trong xuống giảm với tỷ lệ giảm là 0,61%, giao dịch quanh ngưỡng 99,189 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Bất chấp xu hướng hạ nhiệt của đồng đô la Mỹ, giá vàng thế giới trong phiên giao dịch gần nhất vẫn ghi nhận đà giảm mạnh trước động thái bán tháo của các nhà đầu tư. Cụ thể, trong phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên sàn New York đã giảm mất ngưỡng 1.700 đô la Mỹ trên một ounce. Khi mà mở cửa với mức giá 1.712,8 đô la Mỹ trên ounce, đóng cửa mức 1.696,4 đô la Mỹ, tương đương mức giảm là 16,4 đô la Mỹ trên một ounce, gần 1% trong ngày. Với thị trường châu Á thì giá vàng giao ngay trong phiên ngày hôm nay 21 tháng 7 cũng đang ghi nhận xu hướng giảm mạnh, hiện đã rơi xuống vùng 1.691 đô la Mỹ trên một ounce, thấp hơn 21 đô la Mỹ trên ounce so với phiên giao dịch liền trước đó. Với việc giảm mất ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1.700 đô la Mỹ trên ounce này, giá vàng thế giới một lần nữa rơi về vùng thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021. Theo ông Gary Warner, chuyên gia phân tích giá vàng của Kitco, bất chấp xu hướng hạ nhiệt của đồng đô la Mỹ, giá vàng thế giới vẫn quay đầu giảm và mất ngưỡng 1.700 đô la Mỹ trên một ounce. Thực tế, trong 4 phiên gần nhất, có tới 3 phiên đồng đô la Mỹ sụt giảm nhưng quý kim không nhận được mức tăng nào. Và theo ông Warner cho rằng, điều này có nguyên nhân từ việc nhà đầu tư đang bán tháo kim loại quý trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vẫn đang lên kế hoạch tăng lãi suất vào cuối tháng này. Đà giảm của giá vàng thế giới cũng đang tác động mạnh lên cả giá vàng nhẫn và vàng miếng. Đáng chú ý là với mặt hàng vàng miếng sau khi phục hồi tích cực trong phiên giao dịch chiều ngày 19 tháng 7 và cả ngày 20 tháng 7, giá mặt hàng này một lần nữa quay đầu giảm phiên sáng nay. Cụ thể với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, hiện tại niêm yết giá vàng miếng ở mức 63,5 cho đến 65,5 triệu đồng trên một lượng theo hai chiều mua vào và bán ra, giảm 1,2 triệu đồng trên lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng trên một lượng tại chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua. Trong 1,5 phiên liền trước đó thì giá vàng miếng SJC đã ghi nhận mức tăng gần 5 triệu đồng ở chiều mua vào và 4 triệu đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Tuy nhiên, với phiên giảm sáng nay, giá mua vào của vàng miếng SJC vẫn thấp hơn tới 3,85 triệu đồng trên lượng so với cuối tuần trước, trong khi giá bán ra thấp hơn 2,45 triệu đồng trên một lượng. Với mặt hàng nhẫn thì cuối ngày hôm qua SJC vẫn chấp nhận giao dịch ở mức là 51,85 cho đến 52,75 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và bán ra. Đến sáng nay đã giảm còn 51,55 triệu đồng trên một lượng tại chiều mua vào và 52,45 triệu đồng trên lượng tại chiều bán ra. So với cùng giờ sáng ngày hôm qua 20 tháng 7, giá vàng nhẫn SJC loại 4 số 9 hiện tại đã giảm tới 700.000 đồng trên một lượng. Tại các doanh nghiệp tư nhân khác như là Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Phú Quý, Công ty Vàng My Hồng, giá vàng miếng và vàng nhẫn sáng nay chủ yếu giữ xu hướng giảm, trong đó giá bán vàng miếng tại các doanh nghiệp này phổ biến dao động trên vùng 65 triệu đồng trên lượng, giảm 1 triệu đồng trên lượng so với chiều qua. Trong khi đó thì giá bán vàng nhẫn phổ biến trong khoảng 52,4 cho đến 52,6 triệu đồng trên lượng, giảm 600.000 cho đến 700.000 đồng trên một lượng. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé.
Hiện tại thì giá vàng SJC trong nước vẫn duy trì đà giảm mạnh trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay, và vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác cũng vẫn duy trì xu hướng giảm trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay quý vị và các bạn nhé. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.350.000, bán ra 6.550.000, giảm 1.200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, 1 triệu đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là giảm 120.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 100.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại vẫn ở mức rất cao là 2 triệu đồng trên một lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.350.000, bán ra 6.552.000, giảm 120.000 ở chiều mua vào, giảm 100.000 ở chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.350.000, bán ra 6.550.000, giảm 100.000 ở chiều mua vào, 80.000 ở chiều bán ra. PNG Hà Nội mua vào 6.350.000, bán ra 6.550.000, giảm 100.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.350.000, bán ra 6.550.000, giảm 100.000 ở chiều mua vào và bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.300.000, bán ra 6.500.000, giảm 100.000 ở chiều mua vào, 80.000 ở chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 6.340.000, bán ra 6.530.000, giảm 80.000 ở chiều mua vào, 90.000 ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.342.000, bán ra 6.527.000, giảm 81.000 ở chiều mua vào, 91.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 6.410.000, bán ra 6.550.000, giảm 70.000 ở chiều mua vào, 80.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.350.000, bán ra 6.550.000, giảm 120.000 ở chiều mua vào, giảm 70.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.350.000, bán ra 6.550.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.300.000, bán ra 6.500.000, giảm 100.000 ở chiều mua vào, 80.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.350.000, bán ra 6.550.000, giảm 90.000 ở chiều mua vào, 72.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố khác hiện tại vẫn duy trì đà giảm mạnh trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Hiện tại giảm 1.200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, 1 triệu đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là giảm 120.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 100.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại vẫn đứng ở mức cao là 2 triệu đồng trên một lượng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau: SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.350.000, bán ra 6.552.000. SJC Huế mua vào 6.347.000, bán ra 6.553.000. SJC Bình Phước mua vào 6.348.000, bán ra 6.552.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.350.000, bán ra 6.550.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.352.000, bán ra 6.555.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.350.000, bán ra 6.552.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.348.000, bán ra 6.552.000. Cuối cùng là giá nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác, thời điểm này giảm trong khoảng 125.000 cho đến 400.000 đồng trên một lượng, hay là giảm trong khoảng 12.500 cho đến 40.000 đồng trên một chỉ tùy vào mỗi loại vàng, thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhẫn bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.155.000, bán ra 5.245.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.135.000, bán ra 5.205.000. Vàng 24K mua vào 5.023.5 nghìn, bán ra 5.153.5 nghìn. Vàng 18K mua vào 3.719.1 nghìn, bán ra 3.919.1 nghìn. Vàng 14K mua vào 2.849.8 nghìn, bán ra 3.049.8 nghìn. Vàng 10K mua vào 1.985.7 nghìn, bán ra 2.185.7 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn là quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.